Vậy thì hôm nay chúng ta học tiếp một cái bài trong cái dinh dưỡng, đó là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. À, với số lượng lớp học sinh rất là đông. Thôi không sao, thầy không sao, có nhiều học nhiều nha. Rồi thì bây giờ đó là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Trong chiều ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu ba nội dung chính nha, ba nội dung chính. Bây giờ cái nhóm online có trục trặc gì nhớ nói nha. Rồi ba nội dung chính: thứ nhất là chúng ta trình bày được cái chuyển hóa năng lượng của cơ thể; thứ hai nữa là chúng ta học về cái dự trữ năng lượng và tái tạo năng lượng. Thật ra kiến thức cái này các bạn cũng học đâu đó ở trong cái các năm trước rồi. Rồi chủ yếu ngày hôm nay chúng ta tiếp cận theo cái hướng về dinh dưỡng chút xíu nha. Rồi tiếp cận hướng dinh dưỡng, thứ nhất là bây giờ chúng ta đi vào cái chuyện, trước khi nói câu chuyện về chuyển hóa năng lượng thì chúng ta nói câu chuyện dinh dưỡng trước đi nha. Bây giờ thầy là xuất thân từ bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Rồi bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm là bộ môn thuộc khoa nào các bạn biết không? Bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm hiện bây giờ, và các bạn cứ tự nhiên vào không sao, bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm hiện bây giờ là có 16 thầy cô, trong hợp này là thiếu một cô, lúc đó là đi về à, vắng chụp hình đó. À, thầy đặng đây 16 thầy cô, trong đó là có ba tiến sĩ nha, có một nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh là gì? Đúng rồi, đang quá trình đi học tiến sĩ gọi là nghiên cứu sinh nha. Có ba tiến sĩ và một nghiên cứu sinh, 8 thạc sĩ và hai người đang học thạc sĩ và hai người sắp đang học thạc sĩ. Toàn bộ lực lượng này 99% là bác sĩ nha, 99%, 80% là bác sĩ tốt nghiệp từ trường mình, tốt nghiệp từ trường mình nha. Thầy cũng tốt nghiệp từ trường mình ra, thầy là khóa thứ tư của trường 1992 1998, đúng không? Vừa rồi chúng ta kỷ niệm là 15 năm đổi tên trường, thì cái lúc đó là trường, tên trường lúc mà thầy học vẫn còn là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế nha. Rồi bây giờ các bạn thấy là bây giờ ô sao mà nguyên cái chương trình y khoa mình học có học phần dinh dưỡng duy nhất là đúng không? Sao mà bộ môn đông quá vậy, để làm cái gì? Dạy cho ai? Dạy cho ai? Bộ môn dạy cho môn dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau, và dạy cho một cái đối tượng chuyên về dinh dưỡng, đó là cử nhân dinh dưỡng nha. Bộ môn dinh dưỡng trực thuộc khoa y tế công cộng đó, 16 thầy cô đó, thì đó là chức năng nhiệm vụ là dạy cho môn dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau, ví dụ như các em nè. Thứ hai nữa là dạy cho một cái đối tượng gọi là nó chuyên về dinh dưỡng, đó là cử nhân dinh dưỡng. Hiện bây giờ nó đã đến khóa thứ năm rồi, nó ra trường được một lần, một khóa rồi nha. Vì cử nhân dinh dưỡng là nó làm việc ở đâu? Đây, cử nhân dinh dưỡng, đây là cái hình cử nhân dinh dưỡng. Năm nào năm nay chuẩn bị tốt nghiệp nè. Cử nhân dinh dưỡng học 4 năm nè. Nó về nó làm ở các khoa dinh dưỡng của các bệnh viện. Vậy ở đây thầy đưa slide này lên để các bạn phải là biết chơi nha. Mà khi mình ra làm bác sĩ thì ở từng cái bệnh viện nó có cái khoa, nó gọi là khoa dinh dưỡng, nghe không? Rồi vậy nó có cái khoa dinh dưỡng nó trong từng bệnh viện, mỗi một cái khoa dinh dưỡng vậy, nó không có bệnh nhân riêng, nó không có bệnh nhân nào riêng của nó hết, và đối tượng chăm sóc là bệnh nhân toàn bệnh viện, đúng không? Vậy tại sao mà có cái khoa dinh dưỡng bệnh viện, để làm cái gì? À, để làm cái gì? Rồi em nào nói nghe em coi, tại sao có cái khoa dinh dưỡng bệnh viện, để làm cái gì? Mỗi bệnh viện mai mốt mình về mình làm sẽ có cái khoa dinh dưỡng, để làm chi? Mình hiểu biết ha, mình hiểu để mình hiểu để mà mình phối hợp trong cái lúc mà mình về công tác tại bệnh viện. Mỗi bệnh viện vậy nó có cái khoa, đây là cái khoa dinh dưỡng ở bệnh viện Thống Nhất nè. Các bạn có đi thực tập bệnh viện Thống Nhất không? Có không? Không có hả? À, trường mình có về Thống Nhất thực tập không? Có không ạ? Các bạn chưa đi thực tập hay đúng không? À, nhóm khác đi thôi đúng không? Đó, vậy là khoa dinh dưỡng ở cái bệnh viện, mỗi là bệnh viện nó có khoa dinh dưỡng để chi? Để cho nó chăm sóc bệnh nhân, à, để phòng chống suy dinh dưỡng. Từ năm 1974 thì có ông tác giả là Jack Butterworth, ông nêu một cái, ông giống như một cái hồi chuông nha, bằng một cái bài báo nghiên cứu khoa học, là những cái skeleton trong hospital closet là dịch là gì?
những bộ xương di động trong trong phòng bệnh, những bộ xương di động trong phòng bệnh nó giống là một hồ chuông rằng bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện á, suy dinh dưỡng rất nhiều ha. Và cái đây nó gọi là iatrogenic malnutrition, là suy dinh dưỡng do thầy thuốc, suy dinh dưỡng do bác sĩ. Nói vậy thì cũng hơi oan, bác sĩ thì thật ra cũng không có làm gì cho bệnh nhân suy dinh dưỡng, mà chính là cái bệnh lý đó nó làm mình suy dinh dưỡng ha. Nhưng mà mình góp phần vô ha, mình góp phần vô mình góp phần vô để làm trầm trọng quá những bộ xương di động ở trong phòng bệnh viện. Có không, thấy thấy cảnh này chưa, thấy cảnh này chưa? Rồi, nhiều ha, nhiều sinh viên dưỡng trong bệnh viện rất là nhiều. Rồi, nếu mà chúng ta lo điều trị bệnh mà chúng ta không có lo đến cái chuyện là dinh dưỡng cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị đói ăn ha, trong chính bệnh viện của chúng ta trở thành những cái bộ xương di động. Nên đó là lý do tại sao mà có cái chuyên ngành dinh dưỡng, lý do tại sao nó có cái khoa dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện để nó phục vụ, mà nó không có một cái bệnh nhân riêng của khoa mà nó có bệnh nhân chung cho toàn bệnh viện nha, để chăm sóc nha, để chăm sóc. Bây giờ vậy dinh dưỡng họ làm cái gì, khoa dinh dưỡng họ làm cái gì? Thứ nhất là họ cung cấp suất ăn, cung cấp suất ăn cho bệnh nhân. Họ cung cấp suất ăn. Hôm nay tình nước ngoài khá là đẹp, một cái mong muốn của bệnh viện Việt Nam mà cũng phải tiến tới đó. Khoa dinh dưỡng họ cung cấp dịch truyền để nuôi ăn cho bệnh nhân. Dịch truyền ở đây có thể là nuôi ăn đường tĩnh mạch, có thể là nuôi ăn tĩnh mạch một phần, có thể nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần. Ví dụ như nuôi gluco không ha, nuôi chất đạm không, nuôi chất béo không, hoặc là nuôi túi ăn 3 ngăn, tức là nuôi 3 trong 1, đạm đường béo nó đi theo. Đó. Giờ chúng ta thấy rằng chúng ta học những cái kiến thức hết sức là cơ bản về dinh dưỡng để từ từ chúng ta có thể tính nuôi ăn. Thí dụ giờ chúng ta thấy rằng vai trò của chất đạm một chút, chúng ta sẽ học rằng đạm không có phải là vai trò để mà sinh năng lượng. Đạm không vai trò sinh năng lượng mà để cho nó xây dựng cấu trúc. Do đó chúng ta phải cung cấp những cái chất sinh năng lượng cho đủ. Nếu không không đủ thì nó sẽ dị hóa đạm để nó sinh năng lượng, và điều đó là không mong muốn, và nó dẫn đến những bộ xương khô ở trong bệnh viện giống như đầu tiên chúng ta nói nha, teo cơ. Thật ra đó teo cơ chứ là gì nha, sụt cân và teo, sụt giảm khối cơ, khối mỡ sụt giảm hết đó. Nên chúng ta học cái năng lượng là vậy, đạm đường béo để chúng ta biết nha. Ngoài ra dinh dưỡng làm cái gì nha, dinh dưỡng nó có cả một cái quy trình nha, chăm sóc mà tạm gọi á, tiếng Anh nó gọi là ADIME nha. Chữ A nó bắt đầu bằng chữ A là assessment, đánh giá, nutrition assessment nha. Mà tiếp tục ở cái bài sau này của các em nha, thì sẽ học cái bài về sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đúng không? Sàng lọc đánh giá để làm gì, dẫn cái chữ D là chẩn đoán nha. Diagnosis, chẩn đoán. Chẩn đoán xong để làm gì, để can thiệp, intervention. Chẩn đoán xong can thiệp, can thiệp xong thì phải lượng giá, học xong là phải thiên, can thiệp xong phải lượng giá và theo dõi monitoring và lượng giá evaluation. Nên toàn bộ gói gọn cái chu trình dinh dưỡng nó nằm ở đây. Trong đó các bạn học một ít ở cái đánh giá này, rồi từ từ không sao, từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái kiến thức vô dinh chẩn đoán, can thiệp và theo dõi vân vân. Đó là câu chuyện của dinh dưỡng. Mình không làm dinh dưỡng ở về bệnh viện, mình không làm dinh dưỡng, nhưng mình biết để phối hợp, mình biết đâu đó có một cái khoa dinh dưỡng có chức năng nhiệm vụ như thế để phối hợp. Vậy là cái dinh dưỡng họ can thiệp cái gì, họ can thiệp cái gì? Thứ nhất là họ truyền thông tư vấn cho bệnh nhân. Ví dụ như giờ bệnh viện không có nuôi ăn, không có bộ phận cung cấp suất ăn, không có gì hết, thì giờ truyền thông ăn cái gì, giờ ra mua một hũ nước yến về uống, hay là mua Ensure về uống, hay là ăn chế độ ăn giàu protein năng lượng. Truyền thông các bạn hoàn toàn có thể làm được. Mình nói cho thầy là chế độ ăn giàu protein năng lượng, high protein high energy diet, được không? High energy, high protein high energy diet. Mình có thể bằng lời nói hành động để mình truyền thông cho bệnh nhân ăn uống đủ. Can thiệp có thể là nuôi ăn đường đường tiêu hóa. Nếu ăn đường đường tiêu hóa cũng có thể là ăn trực tiếp bằng đường miệng, ví dụ như ăn bữa cơm, ăn cháo. Cũng có thể là gì?
cũng có thể là nuôi ăn đường miệng bổ sung nha, nó gọi là ONS, Oral Nutrition Supplement, tức là nói nôm na là uống bổ sung thêm những cái sữa đặc trị, được không? Nuôi ăn bằng đường miệng ở đây nó gọi là enteral nutrition, cũng có thể là nuôi ăn qua ống thông ha, đặt xong mũi dạ dày để nuôi ăn ha. Nuôi ăn đường miệng ở đây cũng có thể là đặt xong mũi họng tràng, tại vì cái dạ dày nó không có chức năng tốt thì đưa xuống tới họng tràng nuôi ăn. Nuôi ăn bằng đường miệng ở đây cũng tiêu hóa ở đây cũng có thể là mở dạ dày ra da. Nếu mà cái đường này mình dự kiến là nuôi lâu thì sẽ mở dạ dày ra da. Tiếp tục cái can thiệp dinh dưỡng của ngành dinh dưỡng có thể là nuôi ăn tĩnh mạch. Nuôi ăn tĩnh mạch lúc nào thế cho thầy là nó cũng phải ưu tiên hai, không có ưu tiên một. Ăn bằng đường miệng được là ăn, không có truyền dịch nha. Truyền dịch ở đây có thể nuôi ăn được tĩnh mạch bán phần, có thể truyền một chai đạm thôi cũng được, có thể truyền một chai béo cũng được, cũng có thể truyền một chai gluco cũng được. Đó. Nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch ở đây có thể là nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần, toàn phần người ta sử dụng đưa chất dinh dưỡng toàn bộ qua bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch, cũng có thể là ba cái chai dịch truyền riêng biệt đạm đường béo, nhưng cũng có thể là ba trong một, một cái túi nuôi ăn qua ba ngăn nha. Túi nuôi ăn ba ngăn đây là cái hình này là các em thấy nè, đây nè, cái túi này là cái túi nuôi ăn ba ngăn nè, cái dịch nó trắng đục nè, là nó có ba chất trong đó đạm đường béo, nó được sản xuất là tách riêng ra, nhưng khi mà chuẩn bị nuôi á thì người ta sẽ ép trộn, người ta ép ha, nó bung những cái mối nối ở trong đó ra để nó trộn lẫn nhau rồi trước khi nuôi ăn. Rồi thứ hai nữa là nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch toàn phần này thì lúc nào cũng nhớ cho thầy là vitamin và khoáng chất. Học bài vitamin khoáng chất chưa? À, trong chương trình này có học không ta? Học ít ít thôi đúng không? Học ít ít thôi. Đó thì nhớ lúc nào cũng nuôi vitamin khoáng chất, bởi vì con cơ thể con người ta nó không cần chỉ cần chất đạm đường béo mà còn cần vitamin khoáng chất. Nè, rồi cái ngành dinh dưỡng đó, nó ra đời khá là muộn so với lại cái ngành y học. Nếu Hippocrates là mấy trăm năm trước công nguyên thì cái ngành dinh dưỡng đó, nó xuất phát từ thế kỷ thứ 18, 19 nó mới ra đời. Nó ra đời song song với lại sự hiểu biết của con người về mặt hóa học. Đó. Nên một trong những cái thí nghiệm rất là nổi tiếng của ông Magandhi về cái vitamin khoáng chất. Vitamin khoáng chất không biết các bạn học thầy cô vô trước có nói gì không. Đầu tiên hết phát hiện nó ra là nhờ cái giai thoại gì nhớ không? Giai thoại gì để phát hiện vitamin nào phát hiện đầu tiên? Nhờ giai thoại gì? Vitamin được phát hiện đầu tiên là vitamin C. Trên những chuyến hải hành nó xảy ra bệnh scurvy. Nha. Trên những chuyến hải hành của thủy thủ đoàn của nước Anh ha, vừa rồi các bạn thấy là thái tử Trạc lên ngôi vua nha, lên ngôi vua thế bà nữ hoàng Elizabeth, thì ngày xưa khoảng thế kỷ thứ 17, 18 là nước Anh rất là hùng mạnh, đặc biệt là về hàng hải nha. Từ đó đóng tàu đi xâm chiếm các nước thuộc địa vùng đất mới, thì trong một những cái chuyến đi đó đó vài ngày thì bác sĩ ở trên tàu chợt thấy rằng không biết tại sao một số thủy thủ đoàn bắt đầu có sự xuất huyết tiêu hóa liệt yếu và có thể tử vong. Và ông làm cái nghiên cứu ha, thời đó là ma mị lắm ha, nhiều khi là cứ là thuyết âm mưu, không biết là nhiều khi là bị nàng tiên cá là gây cái bệnh đó ha. Nhưng mà các ông bác sĩ đó là ông nói là đây là một cái bệnh mấy ông cứ làm đây là một cái bệnh có thể là nó do thiếu một cái chất gì đó, thiếu một chất gì đó mà ông bắt cái vitamin C đó nha, ông bắt nước cam thời đó không biết vitamin C gì đâu nha, ông bắt cái nước cam nước trái cây gì vô thì thấy đỡ. Đó sự là nghiên cứu mà cái quan sát đầu tiên về cái thiếu vitamin. Mãi cho đến thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 thì lúc đó người ta mới phân lập ra được cái công thức của vitamin C, người ta mới gọi tên là vitamin C. Đó. Nói dông dài để làm chi, để coi chừng các bạn đừng có lặp lại. Sau đó người ta mới làm một cái thí nghiệm như này nè, hình như là có những cái chất gì đó ngoài đạm đường béo giúp cho cơ thể rất là quan trọng. Đó. Thời đó người ta chưa phân lập được vitamin nào cả,
thì lúc đó người ta mới làm một cái thí nghiệm cho con chó. Người ta nuôi một cái con chó bằng đúng ba chất đạm đường béo giống như các bạn nuôi ở trong bệnh viện truyền cho nó nha, và đúng một tháng sau lặn chết. Đúng một tháng sau chết, mặc dầu vẫn đảm bảo đạm đường béo, vẫn đảm bảo năng lượng. Vậy tại sao? Người ta đặt một cái câu hỏi, hình như có những cái chất gì khác mà cơ thể sinh học nó cần, không phải là đạm đường béo. Thì lúc đó người ta mới từ từ người ta mới phát hiện đó là những chất nha, vitamin và khoáng chất nha. Vitamin và khoáng chất. Ví dụ chúng ta nói rằng sau này 200-300 năm, tức là đến thời điểm này, các em đừng có lặp lại cái thí nghiệm của ông Magandhi nữa trong bệnh viện nữa khi ra trường. Lặp lại bằng cách chỉ nuôi bằng đạm đường béo không mà quên mất đi vitamin khoáng chất thì bệnh nhân cũng sẽ không chuyển hóa được. Còn ăn đường tiêu hóa thì ok, ăn đường tiêu hóa ok, vitamin khoáng chất đi theo thức ăn. Còn nếu mà nuôi theo cái đường tĩnh mạch toàn phần, nuôi bán phần cũng ok không sao, nhưng mà nuôi đường tĩnh mạch toàn phần, đưa vô đạm đường béo túi ba ngàn lên treo lên nha, thấy sang trọng quá ok, vậy là good quá rồi. Với ông cha nó được cái vitamin khoáng chất nha, bệnh nhân không hấp thu được, không chuyển hóa được, cũng có thể tử vong nha. Rồi đó. Nên là đừng có lặp lại cái thí nghiệm của ông Magandhi ở cái chỗ này. Rồi vậy dinh dưỡng họ can thiệp cái gì nữa? Họ can thiệp vào thuốc nha, họ can thiệp vào thuốc du động ruột, thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất nha, vân vân. Họ can thiệp vào yếu tố vận động và an toàn thực phẩm. Như vậy là thì dành khoảng chừng 10-15 phút đầu tiên, 20 phút ha, để thầy nói sơ về cái bức tranh dinh dưỡng để các bạn hiểu nó là cái gì ha. Chúng ta nhìn cây mà không có nhìn rừng. Nhiều khi vô học một cái bài gọi là tiêu hóa ha, chuyển hóa ra, nhưng mà không nhìn hết được một cái bức tranh về cái dinh dưỡng là gì. Mình có thể mình không giỏi ha, mình không giỏi, nhưng mà sau này mình phải biết chuyển đi đâu, mở sách nào, hỏi ai. Đó là nghề bác sĩ. Bác sĩ mỗi ngày thì ngồi khám bệnh đâu phải ngớ ngớp đâu. Đâu phải ngớ ngớp được là giá trị tham khảo của chất này chất kia đâu. Đâu có nhớ hết nhu cầu năng lượng chất nam chất bệnh này bệnh kia. Nhưng mà biết sức mở, biết chỗ để gõ cửa, biết chỗ nó gọi cửa. Sau này nó gọi là health literacy. Health literacy tức là làm sao mà đến tận người dân mình á cũng phải biết rằng họ bệnh đó là như thế nào, cần check cái gì, cần đi đâu, cần hỏi ai, cần tìm ở đâu, tìm như thế nào. Nó gọi là health literacy. Bao nhiêu chúng ta hiểu chung về cái dinh dưỡng như vậy, một cái bức tranh rất là ngắn gọn, còn bên trong của đó nó nhiều cái lắc lớn, nó cả là một cái chuyên ngành. Nó cả một cái chuyên ngành mà sau này bây giờ là nó chuyên ngành, nó có đào tạo chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 1 về dinh dưỡng có, đại học y dược có. Nếu các bạn nào yêu dịch đi theo ngành đó cũng được ha, qua đại học y dược học bác sĩ chuyên khoa 1, giờ làm khoa dinh dưỡng bệnh viện. Nếu các bạn nào yêu thích thì học thạc sĩ về dinh dưỡng, đa phần thầy cô trong bộ môn học thạc sĩ về dinh dưỡng nha. Thì hiện giờ nó có hai chỗ đào tạo, một là đại học y Hà Nội nha, cái thứ hai nữa là đại học y dược thành phố cũng sắp mở, trường mình chưa mở. Tiến sĩ dinh dưỡng cũng có. Như vậy là trong cái khoa dinh dưỡng chúng ta biết rằng song song hai lực lượng làm việc, lực lượng thứ nhất là bác sĩ và lực lượng thứ hai là cử nhân dinh dưỡng, nó là một cái ngành riêng của họ, giống như cử nhân điều dưỡng vậy đó, giống như kỹ thuật cử nhân xét nghiệm vân vân. Họ có cái ngành riêng của họ để họ làm việc song song với bác sĩ trong dinh dưỡng trong bệnh viện. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái nội dung của cái bài ngày hôm nay là năng lượng. Năng lượng là gì? Tất cả đều cần năng lượng. Giờ một cái điện thoại di động mỗi ngày bây giờ chúng ta về chúng ta không sạc pin làm chết ngắt. Năng lượng làm sao con người mà bây giờ tiến tới làm sạc pin bằng wifi hết là thế giới này là phát triển dữ dằn nữa. Khỏi cùng, bây giờ có thiết bị sạc bằng wifi chưa? Chưa ha, chưa có. Kỹ thuật trong cái điện thoại nó tiến bộ bao nhiêu thì bây giờ cái pin thì nó cũng còn là vấn đề. Thì cơ thể mình nó cũng cần năng lượng dữ. Năng lượng mỗi ngày cũng ăn thử coi ha, coi coi nó tới đâu. Năng lượng là nhiên liệu cần thiết cho tất cả các hoạt động tế bào, giúp cho quá trình sống, vận động, tăng trưởng, chuyển hóa. Mà năng lượng nó có từ đâu? Năng lượng nó có từ sự chuyển hóa các chất sinh năng lượng. Bây giờ các chất mà mình đưa vô trong người mình đâu phải chất nào cũng sinh năng lượng,
chất xơ đưa vô không sinh năng lượng, nhưng mà con bò lại nó sinh năng lượng được từ chất đó. Mà con bò nó ăn đúng là cỏ không mà nó sống được, là tại vì nó cắt nó tiêu hóa được cái đó. Đó. Vậy con người mình chỉ một số chất sinh năng lượng đạm đường béo. Rồi. Thứ hai là năng lượng dư thì dự trữ, và dự trữ thiếu thì nó khuấy động lại. Thế thôi, câu chuyện năng lượng là vậy. Nè. Một calo cần để làm 1 gram nước là năng lượng cần thiết để 1 gram nước tăng lên 1 độ C. 1 kilo calo là năng lượng cần thiết để làm 1 kg nước tăng 1 độ C. Lý thuyết thôi, các bạn biết cái chơi vậy thôi. Nha. Ví dụ 1 kilo calo bằng 1.000 calo và 1 kilo calo bằng 4.184 kilojoule. Nếu các bạn nào đi học nước ngoài hay là đọc sách nước ngoài thì đôi khi thấy người ta gọi là kilojoule, đó là cái hệ đo năng lượng khác thôi. Rồi thì mình biết thôi, mình tra thôi. Rồi như vậy thường thường nhất trong dinh dưỡng họ sử dụng cả kilocalo, kilocalo là chính. Ví dụ như bây giờ là năng lượng ngang ngàn 2.000 kilocalo, 1.800 kilocalo. Tiếp tục 1 gram chất bột đường là chưa cung cấp 4 kilocalo. 1 gram chất bột đường 4 kilocalo, 1 gram đạm chính 4 kilocalo và 1 gram béo 9 kilocalo. Vậy béo lại hơn không? Béo lại hơn nha, năng lượng cao hơn. 1 gram cồn chứa 7 kilocalo. Cái nhu cầu năng lượng ở đây các bạn cũng không học những cái bài nhu cầu năng lượng quá là chi tiết, nhưng mà đại khái mình sẽ biết rằng nhu cầu năng lượng của mình thì ít nhất phải là chuyển hóa cơ bản. Chuyển hóa cơ bản tức là năng lượng tối thiểu để cơ thể nằm yên, không có làm gì hết, không vận động, không có gì hết á, để tim phổi cơ định hoạt động tối thiểu thôi. Rồi cộng với năng lượng vận động, cộng với năng lượng tiêu hóa thức ăn, cộng với năng lượng cộng trừ năng lượng tăng trưởng nếu là trẻ em vậy thôi. À. Nếu mà mình tính cho nhanh á, thì trung bình khoảng chừng 30 kilocalo trên kg cân nặng là trung bình. À. Mà thường thường người ta hay lấy cái 2.000 kilocalo làm giá trị tham khiếu chung thôi. Ví dụ như bây giờ mình đọc trên cái nhãn bao bì thực phẩm, à, thì thông thường người ta nói là cái sản phẩm này nó chứa là bao nhiêu kilocalo, cung cấp bao nhiêu phần trăm, thì mình biết rằng là nó lấy trung bình 2.000 kilocalo. Ở này thầy phải mở ngoặc ra cái câu này chút xíu để các bạn nhầm tưởng. Nếu không học dinh dưỡng thì nhầm 100 gram thịt là 100 gram đạm là không phải. À, 100 gram thịt chứ về nhà ăn cơm á, cân ra 100 gram thịt cá ăn á, thì trong đó chỉ chứa 20 gram đạm thôi. À, chứ không phải là ở đây là khuyến nghị là bao nhiêu gram đạm mà tính ra là bao nhiêu gram thịt cá, mà không phải. Thì mở ngoặc chỗ đó thôi nha, mở ngoặc chỗ này thôi. Tiếp tục học năng lượng để làm gì, để ứng dụng nhiều chuyện lắm. Trong đó cái ứng dụng tính năng lượng cho bệnh nhân mình ở trong lâm sàng. Bây giờ chai này là chai Nuco 10%, là tính thử này năng lượng bao nhiêu kilocalo. Nuco 10% 10 g trên 100 ml, mà chai này là 500 ml là nó mấy chục gram Nuco. 10 g trên 100 là 500 ml là 50 g, đúng không? Rồi, 50 g mà 1 g là 4 kilocalo. Thì như vậy là bao nhiêu kilocalo cho chai này? Nhiều à? 200 kilocalo. Đó, trong đời là thầy sẽ hỏi đó nha. Và mấy cái chuyện ngày hôm nay là những cái ví dụ hoặc những cái ứng dụng hoặc là những cái liên hệ thực tiễn á, liên hệ thực tiễn á. Đó, thì mình nhớ nha. Rồi mình nhớ đó. Đời thầy sẽ hỏi là bây giờ chai lịch truyền này là chứa bao nhiêu kilocalo là phải biết tính. Nhớ bốn con số: 1 kilocalo, 1 gram đạm là 4 kilocalo, 1 gram gluco là 4 kilocalo, 1 gram béo là 9 kilocalo. Bây giờ một chai chai béo thường thường ở trong lâm sàng, ở chai béo khoảng chừng 100 ml, 20% béo, small lipid 20% béo 100 ml, chị tính cho thầy thử coi chai đó bao nhiêu kilocalo. 20% béo 100 ml, chai 100 ml 20%, 20 g béo. Rồi mà 1 g béo là 9 kilocalo, vậy là bao nhiêu kilocalo? 20 g béo mà 1 g béo 9 kilocalo là ra 1.800, hay ra hay quá vậy, ra nhiêu? 180, đúng không? Rồi bây giờ mình nói là bây giờ nhu cầu bệnh nhân mình á, là cho là 30 kilocalo là trung bình đi, bệnh nhân mình 50 kg đi, thì là bệnh nhân mình cần bao nhiêu kilocalo? 1.500, nha, 1.500 đó, con số đó là con số trung bình nhất á. Còn tùy theo cái bệnh lý, còn suy dinh dưỡng hay là bệnh lý thừa cân hay bệnh lý gì đó mà còn gia giảm 25, 30, 35 vân vân.
Nhưng mà nhìn chung là mình tính tính chung là 30 đi, thì bệnh nhân nam nữ giới của mình là khoảng 1.500 kcal đó. Còn bệnh nhân nam giới của mình là 60 kg trung bình thì là nhiêu kcal? 60 kg, 6 ba 18 là 1.800 kcal. Như vậy nhìn thấy một cái chai gluco 5% này là bao nhiêu kcal nãy tính lên? Là nhiêu? 200, đúng không? Như vậy bỏ bằng gì với lại cái 1.800 họ cần không? Cho là họ cần 1.500 đi nha, thì cực là thấp nha, cực thấp nha. Nên là chúng ta biết được rằng hàng giá trị của những cái dịch truyền là nó bao nhiêu nha. Rồi sau này nghiên cứu thêm, không có thời gian nghiên cứu thêm, thử coi chén một ly sữa uống là bao nhiêu kilocalo, một chén cơm ăn được bao nhiêu kilocalo, một chén cháo được bao nhiêu kilocalo, rồi mình ứng ra là bệnh nhân cần 1.500 đó, cần 1.800 đó nha, kilocalo đó, thì đủ không? Trên lâm sàng mình đặt bút xuống, mình cho dịch truyền mình tưởng đâu là rất là nhiều rồi ha, đảm bảo đủ rồi đó, cuối cùng tính ra chỉ có 500-700 kcal, không bao nhiêu. Cho là chai đặt chai béo luôn chỉ có 180, cho chai đạm 20% đi, ấy đạm 10%, đạm 10% 200 ml là đạm 10% amibarem 10% 200 ml là bao nhiêu kilocalo? 10% 10 gram 20 gram, 20 nhân 4 bao nhiêu? 80 kcal, cực thấp luôn. Cho một chai đạm đường béo lên là chỉ có chưa tới 500 kcal nữa. Mà nhu cầu bệnh nhân mình là phải 1.500, nhu cầu nam là phải 1.800. Mình phải tính nha, phải tư vấn, phải ăn thêm, phải uống sữa thêm vân vân, nếu được không thì phải tăng dịch truyền lên hay như thế nào nữa. Dịch truyền nó còn có cái chuyện là truyền đường tĩnh mạch trung ương hay là tĩnh mạch ngoại bi nữa. Truyền tĩnh mạch ngoại vi này á, là nuôi ăn tĩnh mạch ngoại vi này thì bị áp suất thẩm thấu là không được quá 900 đến 1.000 mU nữa, nên không truyền được cái nồng độ cao nữa ha. Gluco 10% 12% là hết mức, không truyền được gluco 20%. Giờ các bạn ăn gian truyền 20% ha. Tại vì vấn đề truyền vô thì có vấn đề, còn vấn đề dịch nữa, chứ không phải là chứng là truyền là năng lượng không mà còn đi theo dịch nữa, quá tải dịch thì sao ha. Đó nên nó là truyền tĩnh mạch ngoại vi, truyền tĩnh mạch trung ương, tổng năng lượng là bao nhiêu. Bây giờ vô lâm sàng ha, mình không nhớ gì hết, thầy dạy hết mình nhớ, truyền gluco là đảm bảo rồi đó, hay là cũng ok rồi đó, được không? Được, nhưng mà coi chừng lại là thiếu đạm, là thiếu đạm. Học bài này cuối cùng rồi, nếu mà đạm không có cung cấp đủ mà thiếu năng lượng thì nó lấy đạm ra nó sử dụng, lấy đạm cơ thể ra sử dụng thì bệnh nhân sụt cân teo cơ, những bộ xương di động ở trong trong bệnh viện. Ngày mới nói rồi, các cái từ đó là từ thế giới người ta dùng chứ không phải thầy dùng. Skeleton in the hospital closet, những bộ xương di động ở trong bệnh viện là càng ngày sau nằm bệnh viện càng ốm, càng sụt cân, càng teo teo cơ nha. Rồi bây giờ nguyên tắc chung của việc chuyển hóa là các chất dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể, thì cho dù là ăn thịt heo hay ăn thịt bò hay là ăn thịt gà hay là ăn cá hồi hay cái gì hết, cuối cùng hết nó vẫn cắt về những cái chất rất là cơ bản nha. Bài trước chúng ta học rồi, nó cắt về tất cả các tinh bột, cho dù có ăn khoai tây hay là ăn bánh mì pizza hay là ăn gì, cơm hay phở gì, cuối cùng nó cắt về gluco hết. Chất béo nó cắt về các loại histamine hết, chất đạm cắt về histamine hết, chất béo nó đưa về glycerol, axit béo hết, phospholipid, sterol, vitamin, khoáng chất, nước. Đó là những chất hấp thu vào. Nhưng mà những cái chất mà tham gia sinh năng lượng ở đây á, thì nó những cái chất cơ bản hơn nữa: glucose, axit béo, glycerol, acetamin. Ngoài ra có chất cồn, nhưng mà thực ra người ta không xếp cái cồn vào cái nguồn năng lượng chính. Mặc dầu nó có cung cấp năng lượng cho cơ thể đó, nhưng mà nó không phải là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Mặc dầu nguồn năng lượng của nó là khá nhiều đó, 7 kilocalo là nhiều á, nên mấy ông mà uống rượu không mà ngỏng có hồi ăn cái gì hết mà cũng lên cân là vậy đó, chứ không phải là không có lên cân đâu. Nhưng mà nó là năng lượng rỗng, năng lượng rỗng nó gọi là empty calorie. Tại sao rỗng? Tại vì đưa năng lượng vào mà không đưa theo vitamin khoáng chất vào thì cơ thể phải tốn năng lượng để tiêu hao nó nữa. Những bài trước học rồi nha. Rồi tất cả các chất nó đều đi về cái chuyển hóa về cái pyruvate, và cuối cùng nó đi vào chu trình TCA hay là chu trình REP. Rồi chúng ta nói về cái chuyển hóa chất năng lượng từ chất bột đường, chuyển hóa năng lượng từ chất bột đường thì cái slide này là cái bài trước học rồi, nhìn lại thôi. Bột đường thì nó có polysaccharide, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, tức là cái cấu trúc đa phân tử hay là đơn phân tử
của các chất bột đường, cuối cùng hết ha, tất cả các quá trình tiêu hóa nó đi đến cuối cùng hết nó ra ba chất gluco, fructo và galacto. Thì thầy cần các em nhớ là thứ nhất là cái nó có ba cái loại đường đôi là đường maltose, đường sucrose và đường lacto. Thì chính ra ba cái đường này nó cuối cùng nó sẽ phân ra một cái phân tử malto này, nó sẽ ra cái hai cái gluco, một cái sucrose này nó ra cái gì, một gluco một fructo, rồi một cái lactose này nó ra một cái gluco một cái galacto, đúng không? Rồi như vậy á, là quá trình chúng ta cuối cùng chúng ta có ba cái loại đường đơn. Thì cái bài thuốc chúng ta học rồi nó bị mắc nối, cơ thể mình hay có cái bệnh lý ngay chỗ này, nó gọi bất dung nạp lactose, là tại vì cơ thể nó thiếu cái men lactase này nè. Mà bình thường nó khỏi ít có thiếu cái men này lắm, mà thường nó thiếu cái men lactase này nè, nên người trưởng thành uống sữa vô hay bị tiêu chảy là nó không tiêu được cái đường lactose. Bữa trước bài học rồi mà, đúng không? Cái bài trước là có nói rồi. Thì cuối cùng hết đâu rồi vô ba chất gluco. Đường này là thường là đường trong trái cây, đường này đường sữa và đường này trong ngũ cốc. Thì cuối cùng nó đưa vô trong ba chất gluco, fructo, galacto, nó đưa về gan hết. Và về gan á, thì cuối cùng fructo và galacto nó cũng chuyển thành gluco. Nó cũng sẽ chuyển thành gluco. Rồi. Nên cuối cùng hết một cái dòng duy nhất là một cái đồng tiền chung duy nhất là gluco nó lưu hành ở trong cơ thể mình thôi. Còn fructo và galacto là nó không có lưu hành và nó không sinh năng lượng ở từng tế bào. Và nếu nói gì nữa, nó đưa về gan là nó cũng sẽ sinh năng lượng tại gan, hoặc là nó sẽ chuyển thành các chất khác, hoặc là nó sẽ chuyển thành gluco. Nên bài hôm nay chúng ta học khá là cơ bản, là chúng ta không học sâu, thầy cũng giải sâu được cho các bạn. Các thầy bên dinh dưỡng chứ không phải bên hóa sinh này. Tiếp cận là tiếp cận bên dinh dưỡng thôi. Hiện giờ đây là cái slide chính của cái bài này. Bây giờ cái số phận của gluco khi nó đến tế bào, đây là cái tế bào, thì nó bị cái gì? Gluco khi bước vào trong tế bào, bữa trước là chúng ta học cái bài gluco là nó cắt ra nó đi vào. Bây giờ nó khi nó bước vào tế bào thì nó gặp ngay một cái quá trình đầu tiên, đó là quá trình glycolysis hay gọi là đường phân. Tất cả các nội dung bài này nằm trong sách hết, không có gì đâu mà lạ hết, chỉ là thầy giảng cho dễ hiểu thôi. Còn ở nhà đọc sách cũng được, không sao hết. Quá trình đường phân, quá trình này nó không sử dụng gluco nên nó không gọi là yếm khí, không gọi là hiếu khí gì hết. Quá trình này nó sinh ra năng lượng ATP và nó sinh và nó tích một cái số năng lượng vào trong NAD thành NADH. Đây là một cái dạng tích năng lượng trung gian thôi. Nó chưa có năng lượng cuối cùng của mình, cục pin sinh học của mình cuối cùng vẫn là ATP. Nhưng mà đây là quá trình năng lượng trung gian. Thì khi đi qua quá trình đường phân thì nó sẽ trở thành piruvat. Piruvat thì piruvat nó sẽ có hai số phận, một là nó sẽ chuyển hóa hiếu khí là đa phần khi nó đi vào trong này là tinh thể để nó chuyển hóa hiếu khí thì nó sẽ chuyển hóa thành acetyl CoA, nên từ piruvat sẽ thành acetyl CoA. Acetyl CoA đi vào chu trình TCA, nó sẽ ra một đống những cái tiền chất của năng lượng. Ở đây chỉ là tiền chất năng lượng thôi. Rồi nó đi qua tiếp một cái quá trình nữa, nó gọi là quá trình phosphorin hóa, hay nó gọi là chuỗi truyền điện tử. Vậy là nó sẽ đi qua quá trình đường phân ha, quá trình chu trình TCA, rồi chuỗi truyền điện tử nữa. Nó cuối cùng hết, bên tí slide sau sẽ thấy rõ. Ở sau này chúng ta chỉ hình dung rằng nó sẽ tới piruvat, nó có hai con đường. Một con đường hiếu khí là đi vào tinh thể để sinh năng lượng, đây là con đường chính. Một con đường phụ là trong một cái điều kiện không có đủ oxy, cần cái năng lượng một cách rất là nhanh, ví dụ như vận động viên chạy nước rút, chạy tốc độ nhanh, hoặc là thậm chí chúng ta đi nữa mà chúng ta không tập luyện thường xuyên thì nó cũng dễ rơi vào cái quá trình lo men cái piruvat để sinh năng lượng, và cái sản phẩm cuối cùng của nó ra là lactate, hay gọi là axit lactic. Axit lactic này nó dễ có cái triệu chứng lâm sàng là chúng ta đau mỏi cơ. Nên nhiều khi các bạn đi không quen, nhiều khi đi lên đi xuống tập thể dục không, mấy tuần lầu về nó đau cái bắp chân nè. Đó, là nó tích tụ. Quá trình này nó cần năng lượng, do là một là năng lượng chuyển hóa cần nhanh, hoặc là không làm luyện tập thể dục với thao thường, thì nó ra axit lactic hay là lactate.
lắc táp này không phải là cái bỏ đi, lắc táp này cũng còn sinh năng lượng được nữa. Tuy nhiên rằng nó không sinh được tại tế bào đâu, nó phải đưa ra dòng máu, nó chạy về gan, nó mới sinh được năng lượng tiếp, tức là nó tiếp tục nó phân hình năng lượng tiếp. Giờ ở đây chúng ta thấy là quá trình đường phân, một gluco tách thành hai pyruvate và nó sinh ra hai cái năng lượng trực tiếp là ATP, là nó sinh được hai ATP ở cái quy trợ ngay cái chỗ mà đường phân, và nó tiếp tục nó sinh ra hai cái NADH và sau đó có thể nó tổng hợp ngược thành hai ATP. Nên ngay cái quá trình mà đường phân này á, nếu mà về mặt lý thuyết có thể nó sinh ra được tới 4 ATP. Tiếp tục khi mà cái pyruvate nó vào trong chu trình rep á, thì nó đây nè, pyruvate nó vào trong chu trình rep trong tiêu thể, vào trong tiêu thể này, thì nó đi qua cái acetyl CoA và qua chu trình rep, thì nó tạo được hai ATP nữa và tạo ra rất nhiều cái phân tử tiền chất của năng lượng, tiền chất của ATP là NADH. Nếu mà ADH này quá trình này đây là các bạn thấy là nó sẽ tích lũy này, NADH nó tích lũy ra, cuối cùng nó đưa vào trong cái chuỗi truyền điện tử hay còn gọi là quá trình phosphorin oxy hóa. Đó. Quá trình phosphorin oxy hóa là sẽ gom hết tất cả cái NADH, FADH2 này lại, nó tổng hợp thành ATP là 32 ATP nữa. Nhưng mà quá trình này không phải nó gom hết tất cả các này đâu, mà phần 60% những cái này nó còn sinh ra năng lượng để điều hòa nhiệt độ cơ thể nữa, chứ không phải là tất cả đâu. Cuối cùng là ra được 32 ATP là cái quá trình phosphorin hóa, phosphorin oxy hóa hay còn gọi là chuỗi truyền điện tử, là kết quả của nó là ra 32 cái ATP đây, 32 ATP ở đây cũng ra ATP đây, 2 ATP ở này, như tổng hết là total là bao nhiêu? 38. Nhớ là thầy số 38, ông đời nó sẽ khó hỏi. 38 ATP là kết quả của cái quá trình mà chuyển hóa một cái phân tử đường, là 38 phân tử gluco trải qua cái quá trình. Nếu mà bây giờ chúng ta chuyển hóa yếm khí trong điều kiện là cần cái năng lượng tức thì nhanh chóng trong điều kiện thiếu oxy nha, vận động mạnh hoặc là thiếu tập luyện, thì nó sẽ sinh ít năng lượng hơn, nó chỉ có 4 ATP thôi so với 34. 34 là chúng ta tính từ giai đoạn pyruvate trở xuống thôi, nhớ không? Tính từ pyruvate trở xuống thôi, 34 là trừ cái này ra. Đó. Nó sinh ra ít năng lượng, nhưng không phải là nó hết năng lượng đâu, nó chuyển thành axit lactic này, nó đưa về trong gan, nó tiếp tục nó chuyển hóa thành năng lượng nữa. Đó. Nhưng mà nó không chuyển hóa tại tế bào. Quá trình này nó sử dụng nhiều gluco. Và cái axit lactic được chuyển về gan để chuyển hóa thành pyruvate. Thiếu vitamin B1 và nhiều nghiện rượu sẽ tăng chuyển hóa yếm khí vì thiếu cái TTB. Thưa là vitamin là gì? Tiền chất, nó là coenzyme hoặc là đồng nhân tố. Nó là đồng nhân tố, nó không phải là enzyme, nó chỉ là một phần nhỏ hỗ trợ cho enzyme thôi, vai trò cực kỳ là nhỏ. Nhưng mà không có nó không được, không có nó không được. Nên là dạy tới bài vitamin thì ví dụ như này, bây giờ các em có muốn có một trái cây, các em muốn cắt nó ra làm hai là các em cần con dao, thì con dao đó chính là enzyme. Nhưng mà bây giờ vậy là vitamin và khoáng chất nó là đồng nhân tố của enzyme, nó gọi là cofactor. Chính ra nó chỉ là một phần nhỏ cấu tạo nên cái con dao đó thôi, ví dụ nó chỉ là một cái chốt nhỏ trong con dao đó thôi. Nhưng mà nếu cái mà mở cái chốt ra là nó không dao, nó xài không được, hoặc cái kéo đi ha, nhưng mà cái chốt giữa của nó chúng ta bỏ cái chốt nó ra thì cái kéo xài không được, không có nó không được, mà cơ thể không tổng hợp được, buộc lòng là phải đưa vào ha, đưa từ ngoài vào. Nên người ta định nghĩa vitamin khoáng chất là những cái gì, là những cái chất cực kỳ là nhỏ ha, nhưng mà cơ thể không tổng hợp được và rất cần đối với cơ thể, nên nó xuất phát từ cái chữ vai trò đó ha, là thiết yếu đó, ha, quan trọng đó, vitamin đó. Đó. Rồi. Đây là chính là thứ B1 là một cái đồng nhân tố của một cái men này, TTB này, mà cái men này nó giúp chuyển hóa pyruvate, nên thiếu cái B1 này thì nó sẽ không chuyển hóa được. Ở cái người nghiện rượu không chuyển hóa được cái pyruvate này, nên nó dễ chuyển hóa qua cái đường yếm khí. Ứng dụng trong thể thao, vì trong thể thao là người ta cần cái gì, người ta cần năng lượng để chạy. Năng lượng để chạy, một là chạy cho đường dài, hai là chạy nước rút, đều cần năng lượng hết.
Và các bạn biết rằng là sinh yếm khí, hiếu khí. Yếm khí thì nó sinh ra năng lượng rất là ít, nên cần rất là nhiều cái gluco. Nên cả chạy đường ngắn, cả chạy đường dài thì họ đều cần đẩy cái gluco lên hết, đẩy chất carbohydrate lên hết. Nên nó mới có một cái khái niệm là glycemic load ở trong cái thể thao, tức là trước khi mà thi đấu, trước khi thi đấu lớn là sẽ có 2-3 ngày là họ ta nạp cái chất bột đường lên nhiều lắm. Rồi trong cái quá trình mà thi đấu đó, có thể người ta uống cái nước, nước thể thao, nước uống thể thao nữa, trong đó có điện giải và có gluco để bổ sung gluco liên tục. Gluco này khi mà nạp vô á, người bình thường mình ăn cỡ như đây nè, mà bây giờ á, là vận động viên nó nạp vô gần gấp đôi, gần gấp ba, vậy nó nạp vô nó dự trữ ở đâu? Glycogen. Gluco dư nó dự trữ thành glycogen. Glycogen nó dự trữ nó đâu? Ở trong gan và trong cơ ha. Đó. Nên mà vận động viên nó sẽ nạp glycogen tối đa trong cái hệ thống cơ của nó. Nhưng mà cái glycogen trong cơ đó, nó không điều hòa được đường huyết, nó không được huy động ngược ra lại để mà nó điều hòa nồng độ gluco trong máu, mà chỉ có glycogen trong gan thôi. Đó. Nhưng mà ứng dụng là vận động viên họ nạp gluco rất là nhiều vô để họ dự trữ lại là nguồn năng lượng, giống như sạc pin cho đầy, sạc pin cho đầy lên để trong quá trình vận động họ sử dụng từ từ cái năng lượng nó ra. Đó. Nên đó là một trong những cái sức bền. Đương nhiên là sức bền của vận động viên thì nó nhiều cái yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố dinh dưỡng, trong đó có yếu tố dinh dưỡng. Mỗi vận động viên mà chuyên nghiệp là nó phải học, nó phải biết về mấy cái này để mà nó nạp, chứ nó không ăn tùm lum. Ví dụ như Lý Đức là vận động viên về thể hình là nó phải ăn khác, vận động viên về bóng đá là nó phải ăn khác, chứ không phải là nó ăn tùy tiện, không phải là muốn gì ăn đó. Phải có cái bài, phải có công thức nó nạp. Nó nạp cái glycogen vô. Nên có một thời thầy đi lên, thầy hướng dẫn dinh dưỡng cho cái bộ Hoàng Anh Gia Lai á, Hoàng Gia Lai. Mà cái thời đó lâu rồi, cái thời đó lâu rồi các bạn trên đó là nhiều khi ăn không có biết ăn được nuôi sung sướng lắm ha, ăn buffet. Đó, buffet mỗi ngày. Nhưng mà chính vì cái sung sướng đó quá nên là nhiều khi các bạn cũng không có cân đối được. Không cân đối được thì là phải biết ha, các bạn phải biết, phải tập, phải đếm được carbohydrate. Còn ứng dụng trong cái sức khỏe của mình á, trong cái ngành y tế của mình á, thì các bạn giáo dục cái này để bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nào cần cái sự hiểu biết của carbohydrate nhiều, bệnh nhân nào, bệnh nhân tiểu đường, đái tháo đường. Rồi bây giờ tóm tắt lại cái quá trình mà chuyển hóa chất bột đường là, thứ nhất là nó đi qua của quá trình đường phân, chu trình TCA, quá trình phosphoryloxy hóa, hay còn gọi là chuỗi trường điện tử. Nó đi vào ba cái quá trình, nó sinh ra 38 ATP. Tuy nhiên 40% năng lượng ATP này là nó chỉ lấy từ 40% năng lượng sinh ra thôi, còn 60% năng lượng này là nó sẽ không có tích lũy vô thành trong pin, mà nó chuyển ra để nó điều hòa thân nhiệt. Rồi nhớ 40-60 này nha, 40 năng lượng là cho ATP, còn 60 là nó đưa ra, nó điều hòa thân nhiệt. Cho nó tất cả các năng lượng đưa vô không phải là nó chuyển thành năng lượng hết, ở trong đó 60% của ATP này là nó điều hòa thân nhiệt. Yếm khí thì nó sẽ sinh ra acid lactic và nó phải đưa về gan thì nó cũng sẽ chuyển thành gluco hoặc là pyruvate để sinh năng lượng, nhưng mà nó không sinh được ngay tại cái tế bào đó. Chuyển hóa fructo và galacto thì không có chuyển hóa được ở từng tế bào, mà chủ yếu phải đưa về gan chuyển hóa. Và để trong slide này nội dung là các bạn nhớ để thi nha, trong slide này.